Xin chào các bạn Ngày hôm nay xin mời các bạn cùng vào bếp để làm món chè bưởi Và công thức hôm nay mình chia sẻ vô cùng đơn giản dễ làm Đầu tiên thì mình có ở đây là một trái bưởi Mình đã tách vỏ ra nè Phần vỏ thì các bạn nên chọn những trái bưởi vỏ non, dày Và mình làm chè bưởi nó sẽ ngon và giòn không bị sơ cứng nha thì trái bưởi các bạn chọn những trái bưởi mà láng, xanh và nhẹ để mình lấy phần vỏ nấu chè đó thì rất là ngon chắc chắn sẽ thành công một trăm phần trăm luôn phần vỏ khi tách ra chưa gọt vỏ xanh thì mình cân là 500g ở đây thì tổng cộng phần sơ chế vỏ bưởi mình có 100g muối 50g muối ban đầu thì mình bóp xả để cho vỏ bưởi nó bớt đi vị đắng 50g muối còn lại thì lát nữa mình sẽ ngâm vỏ bưởi trong vòng 1 tiếng đồng hồ Đầu tiên chuẩn bị một cái thao và mình sẽ cho 50g muối vào Nếu không lường muối thì các bạn có thể nếm thử nước muối mặn mặn một chút là được rồi Cho vào thao muối nửa lít nước sạch Tiếp theo là mình sẽ gọt hết phần vỏ bưởi màu xanh bỏ đi mình chỉ lấy phần cùi bưởi màu trắng thôi nha cắt bỏ phần vỏ xanh xong tiếp theo thì mình dùng dao mình sẽ gọc hết cái phần bên trong của vỏ bưởi đây là phần dai nhất của vỏ bưởi đó các bạn nếu như mà các bạn nấu chè mình lấy cho vào hết luôn thì cái phần này nó dai cái chè bưởi của mình nó sẽ không ngon không giòn nha bây giờ thì sắt bưởi cho vào trong thau nước muối khi nãy tùy vào các bạn thích sắt sợi dài hay là hạt lụ cũng được sắt xong thì mình sẽ cho vỏ bưởi vào nước muối luôn nha phần vỏ bưởi khi sắt xong cho vào nước muối thì bây giờ mình sẽ bóp xả lại nước sạch trong khoảng 4 đến 5 nước nha Chuẩn bị một thau nước lạnh khác và mình sẽ cho vỏ bưởi qua Vỏ bưởi sau khi xả được 4 đến 5 nước thì bây giờ mình dắt cho gáo và tiếp tục cho 50g muối vào Cho nước vào mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn cứ cho nước vào dừa ngập bưởi là được Vỏ bưởi sau khi ngâm muối được một tiếng thì bây giờ mình sẽ xả nước lạnh lại Các bạn cứ xả vỏ bưởi cho đến khi nào mình ăn thử không còn thấy đắng nữa là được Thường là mình sẽ xả khoảng 4 đến 5 nước Và các bạn để ý thấy khi mình xả vỏ bưởi non thì cái phần nước nó sẽ hơi nhớt nhớt một chút là vỏ bưởi đó sẽ rất là giòn và ngon Ăn mềm không bị sơ Trong lúc xả các bạn bóp Nếu mà thấy vỏ bưởi bị khô cứng Là vỏ bưởi đó không được nha Mình không thể nào nấu chè được Hay là làm mứt được Tại vì vỏ bưởi già là ăn rất là cứng Dai nữa Vỏ bưởi mình xả cho hết đắng Sau đó mình sẽ dắt cho gáo Và chuẩn bị nấu nước sôi Mình đem đi trụng khoảng 3 phút nha Nấu nửa lít nước sôi và bây giờ mình sẽ cho một muỗng canh nước cốt chanh vào. Tiếp theo là mình sẽ cho vỏ bưởi đã sơ chế vào. Các bạn lưu ý là mình chỉ trụng trong 3 phút thôi nha. Các bạn đừng trụng lâu quá thì vỏ bưởi của mình nó sẽ mất đi độ giòn và nó không ngon nữa. Sau 3 phút mình sẽ vớt vỏ bưởi ra thao và tiếp tục cho nước lạnh vào xả thêm hai nước nữa dắt cho gáo là được nha vỏ bưởi sau khi sơ chế xong dắt cho gáo bây giờ thì mình cân được 300 g vỏ bưởi thì mình chuẩn bị khoảng 50 g đường cát trắng nha gắt đường từ từ vào và mình trộn đều lên Trộn đường xong để vô bưởi khoảng 20 phút cho ngấm đường Quay trở lại thì mình sẽ gắt bột năng vào nha Bột năng thì mình cũng chuẩn bị khoảng 50 g Vì nếu như mà bột năng ít quá thì vỏ bưởi của mình sẽ không được giòn Áo nhiều bột năng quá thì vỏ bưởi của mình sẽ không ngon Áo đều bột năng xong thì mình sẽ đem đi luộc vỏ bưởi trong 10 phút Lần này thì không cần cho chanh nha các bạn Lần trước mình chỉ trụng thôi cho nên mình cho chanh, lần này mình đã cho bột rồi thì không cho chanh nữa. Ở đây do mình dùng chảo nhỏ quá cho nên bột hơi đặc sệt lại. Các bạn có thể sử dụng chảo to hơn hoặc là son mình luộc cho nó nhiều nước hơn. Và sau khi 10 phút thì mình sẽ vớt vỏ bưởi ra cho vào thao nước đá nha. Bây giờ thì vỏ bưởi đã chín và trong lại rồi. Ngâm vào nước đá để cho vỏ bưởi được giòn ngon hơn. Các bạn có thể luộc sơ cũng được Tại vì lát nữa mình còn nấu chè lại nữa Nếu mình luộc lâu quá thì vỏ bưởi của mình nó sẽ bị mềm nhũng đi và không có còn độ giòn nữa Vỏ bưởi ngâm nước đá được 10 phút cho lạnh Và bây giờ mình đã vớt ra gỗ để cho gáo bớt phần bột năng Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu phần chè Phần nguyên liệu tiếp theo thì mình có Ở đây là 100g đậu xanh ruột mình đã ngâm qua đêm và rửa cho thật sạch rồi 50g bột năng 150g đường thốt nốt Đường thốt nốt thì mình nấu chè sẽ ngon hơn đường cát Nếu các bạn không có đường thốt nốt có thể thay thế bằng đường cát cũng được nha Một nhánh lá dứa mình đã rửa sạch và cột bó lại Để cho nồi chè được thơm hơn Ngoài ra thì mình còn có thêm 700ml nước lọc để mình nấu chè Nguyên liệu tiếp theo là 500ml nước cốt dừa dảo 100ml nước cốt dừa nguyên Nước cốt dừa mình dắt nước đầu đậm đặc đó các bạn một muỗng canh bột năng Nửa muỗng canh đường gắt trắng và 1 phần tư muỗng cà phê muối Tiếp theo thì cho nước lọc vào trong đậu xanh Mình sẽ nấu đậu xanh cho mềm nấu mềm nhưng không nở bung, không bị nhuyễn quá nha các bạn. Hoặc là mình đem hấp chín cũng được. Cho lên lò nấu cũng đã được 10 phút thì đậu xanh cũng chín mềm rồi. Bây giờ mình nhắc xuống và chắc hết phần nước này ra nha các bạn. Cho 700ml nước lên lò cũng đã nóng và mình sẽ cho đường thuốc nốt vào. Nấu cho đường tan xong thì mình sẽ cho lá dứa vào nấu thêm 5 phút nữa Sau 5 phút mình sẽ dớt lá dứa ra Và cho đậu xanh vào Tiếp theo là đến vỏ bưởi đã luộc Cho khoảng 100ml nước vào trong bột năng, khuấy cho tan đều Khuấy bột xong thì mình sẽ gửi từ từ bột năng vào trong chè luôn Giữ bột năng mình vừa khuấy để cho bột được sánh mịn lại Nồi chè của mình như vậy là được rồi nha Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống và để cho nguội Chè này thì mình nên dùng lạnh nó sẽ ngon hơn đó các bạn Tiếp theo thì mình đi thắng bằng nước cốt dừa Chuẩn bị một cái son và mình sẽ cho 500ml nước cốt dừa dảo vào Cho đường và muối vào luôn nha bắt nước cốt dừa lên lò để lửa yếu và tiếp theo mình sẽ đi khuấy phần bột năng cho một chút nước vào bột năng và khuấy cho tan khi nước cốt dừa đã nóng lên thì mình cho bột năng từ từ vào vừa cho vừa khuấy nha nước cốt dừa khuấy cho sánh mình xong thì mình sẽ cho 100 ml nước cốt nguyên vào khuấy cho tan đều để sôi khoảng 2 phút nữa thì nhắc xuống Món chè bưởi đường thúc nốt mà mình đã nấu xong để nguội và cho vào tủ lạnh. Trang nước cốt dừa lên mời các bạn cùng ăn nha. Phần vỏ bưởi ăn vào các bạn có nghe tiếng giòn không? Giòn giống như là muối bưởi vậy đó. Vừa giòn vừa ngọt rất là ngon. Tuy là sơ chế hơi cực một chút nhưng mà mình làm ra món chè bưởi này ăn ngon lắm các bạn. Về phần chè thì mình nấu bằng đường thốt nốt, ngọt thanh, không ngọt gắt nha. Nước cốt dừa mặn mặn béo béo. Rất là ngon luôn. Ngày hôm nay mình chia sẻ cách nấu chè bưởi đường thốt nốt cho các bạn cùng xem đến đây thôi nha. Kết thúc video, xin chào tạm biệt các bạn nha.